Vào đầu tuần, số dư tài khoản ngân hàng của Minh là âm 15,08 đô la. Vào sáng thứ hai, anh ấy gửi thêm 426,9 đô la vào tài khoản. Vào sáng thứ ba, anh ấy gửi thêm 100 đô la vào tài khoản. Hỏi tài khoản của Minh có bao nhiêu tiền sau khi gửi tiền lần hai? Số dư tài khoản ban đầu của Minh là một số âm, nghĩa là anh ấy đang nợ ngân hàng 15,08 đô la. Chúng ta hãy cùng viết biểu thức với những thông tin đã có trong đề bài. âm 15,08 cộng 426,9 cộng 100. Biểu thức này bằng âm 15,08 cộng 526,9. Ta có thể biểu diễn biểu thức trên trục số như sau. Bắt đầu tại điểm âm 15,08, sau đó tiến sang phải 526,9 đơn vị, Vậy số tiền cuối cùng của Minh bằng 526,9 trừ đi 15,08. Ta hãy thử đặt phép tính trừ ở đây. Kết quả là Minh còn 511,82 đô la ở trong tài khoản sau lần gửi tiền thứ hai.